Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngày này năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, chương trình ngày 6 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 6 tháng 8 năm 1972, quân và dân Hải Phòng đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 3.800 trên bầu trời miền Bắc. Trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đối với miền Bắc, quân và dân Hải Phòng đã bắn rơi 270 máy bay, bắn cháy, bắn chìm 8 tàu chiến Mỹ, xứng đáng với danh hiệu Thành phố Trung Dũng, Quyết Thắng. Năm 1972, Trung đoàn 238 có hiệu suất bắn rơi máy bay chiến đấu cao nhất của Sư đoàn Phòng không 363 với 28 chiếc bị bắn hạ, trong đó chiếc thứ 300 trên bầu trời Hải Phòng, chiếc thứ 3.800 trên bầu trời miền Bắc. Những chiến công của Trung đoàn đã góp phần tô thắm thêm trang vàng của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ đội Tên lửa nói riêng, góp phần đập tan cuồng vọng về trận thắng quyết định bằng không quân trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng của Đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán Paris-Pháp chấm dứt chiến tranh tại miền Bắc. Những chiến công vang dội góp phần làm nên truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Trung đoàn, còn có sự đóng góp xương máu của 394 anh hùng liệt sĩ trong đơn vị đã nằm lại các chiến trường. Mấy chục năm qua, sự yên bình đã trở lại trên bầu trời cả nước, nhưng các thế lực thù địch vẫn nhăm nhe chống phá công cuộc cách mạng của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 cùng những rồng lửa vẫn luôn thường xuyên quan sát bầu trời, chủ động sẵn sàng chiến đấu giữ yên bầu trời, thành phố cảng và vùng Đông Bắc của Tổ quốc trong mọi tình huống. Truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Trung đoàn vẫn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gìn giữ, phát huy. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8 năm 1945, trong chiến tranh thế giới thứ hai, không quân Hoa Kỳ ném bom nguyên tử Little Boy xuống Hiroshima, Nhật Bản, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry Truman, sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của đệ nhị thế chiến tại Nhật Bản. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên Little Boy được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên Fat Man được phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki. Có nhiều nguyên nhân khiến cho con số chính xác người thiệt mạng không được thống nhất, các số liệu khác nhau bởi được thống kê vào các thời điểm khác nhau. Rất nhiều nạn nhân chết nhiều tháng, thậm chí nhiều năm bởi hậu quả của phóng xạ. Cũng có những áp lực làm cho con số bị phóng đại hoặc giảm thiểu vì lý do tuyên truyền chính trị. Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima đã chết bởi vụ nổ cũng như bởi hậu quả của nó. Số người thiệt mạng ở Nagasaki là 74.000. Ở cả hai thành phố, phần lớn người chết là thường dân. Vai trò của hai vụ nổ đối với việc nước Nhật đầu hàng cũng như hậu quả và các giải thích cho việc thả bom vẫn là chủ đề còn đang bàn cãi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 6 tháng 8 năm 1954 là ngày mất của nhà văn Hải Triều. Nói đến cái tên Hải Triều là người ta nghĩ đến ngay một nhà lý luận Marxist về văn chương, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, xã hội và các vấn đề quốc tế những năm đầu thế kỷ 20. Ông như thể trời sinh ra để làm một việc duy nhất, đó là suốt đời đấu tranh không mệt mỏi cho sự toàn thắng của chủ nghĩa Mác ở Việt Nam. Hải Triều tên thật là Nguyễn Khoa Văn, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1908 tại làng An Cựu, ngoại thành phố Huế. Quê gốc của ông ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hải Triều là dòng dõi nhà quan nội tán Nguyễn Khoa Đăng. Bố ông là nhà nho Nguyễn Khoa Tùng, từng làm nghị viện Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Mẹ là nữ sĩ Đạm Phương, từng hoạt động bênh vực quyền lợi phụ nữ và nhi đồng. Lớn lên, Hải Triều học ở trường Quốc học Huế. Ông là một nhà báo, nhà lý luận Marxist, nhà phê bình văn học Việt Nam, nhà lý luận tiên phong trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt qua hai cuộc tranh luận gây được tiếng vang lớn vào thập niên 1930, Duy vật hay duy tâm và Nghệ thuật vị nghệ thuật hay Nghệ thuật vị nhân sinh. Ông là cây bút xuất sắc, nhạy bén không chỉ trong văn học mà còn trong các vấn đề triết học và kinh tế, chính trị quốc tế. Ông mất ngày 6 tháng 8 năm 1954 tại Thanh Hóa khi mới 46 tuổi. Ông được an táng trên cánh đồng Bảo Đà. Sau này, hài cốt của ông được đưa về khu di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu vào năm 1984. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ngày này năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc ngày mai.